chứ. Đây là Diamond Lake mùa đông đóng băng. Buổi đời VCF. Đâu? Chú có cái nồi mà để nấu cà phê, nấu nước sôi đó. Hôm nay mới dùm đi. Bây giờ không ai muốn lấy ra hết đâu. Không qua để uống cà phê. Qua đi giờ. Uống 3 ly cà phê lại. Đến nóng nóng uống. Dạ bác muốn có muốn không? Con rút lấy cho bác. Không không không. Ở nhà trong kia có. Trong quậy. Bác muốn nấu tắm. Đậu Vũ. Trên đoàn dự. Siêu xịn. Wow. Eskimo. Alaska mới qua. Sương hả? Không để đâu rồi. Sương. Không để đây. Siêu xịn. Mấy gái. Ồ, mấy gái nấm cúng quá ha. Đây, đây, đây. Trời ơi. Trời ơi. Em đi đây mà áo. Đây là nồi bún bò. Đây lên cái nha. Đây đó. Nha. Mở cái quay hơi đã, bớt chút xíu nha. Thứ gì đặc quá. Ông mạnh hơn một cái. Ấm cháy đấy. Có nhỏ sẽ được ống kính quay luôn này. Dạ. Khánh. Dạ. Khánh, anh cho em ăn được rồi. Dạ dạ ok. Ở dưới này nó bấy mà quá. Xuống dài à. Tuyết rơi lả tả. Rồi, cảm ơn anh. Bánh mì. À mời quên. Mời quên. Cái còn cái này cây màu đen. Cái gì cũng được hết. Ô số rồi. Số đó. Số đó. Số đó. Làm gì cũng có hồn. Mở ra đây mở. Uổng. Nó lên.